Thì chị nghĩ là cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng mà bởi vì là đối với trọng thì cái đấy là không phải là một lý do chính đáng. Nhưng mà từ phía phụ nữ bọn em thì em rất là đúng hiểu tại sao My lại quyết định như thế. Thế cho nên là bớt cay đi. Mình cay thì mình bớt cay. Okay. Mình cay cú. Cay cú đến cái mức độ nào mà lại quyết định đeo nhẫn vào tay người ta? Ok, hãy giải thích ngay. Đúng rồi, cay thì cay thôi nhưng mà yêu thì vẫn yêu nhỉ. Thế là sau một khoảng thời gian rất là dài thì cũng em cũng cố nuốt đến nỗi cay em không ăn được cay. em cố nuốt xuống thì cũng cố gắng tập trung vào công việc nhiều để có những cái mình dự định trong tương lai. Sau đó thì em tập trung vào cái công việc đó, xong rồi cũng dần dần nói chuyện lại với cả bạn này. Xong đợt đầu thì là không nói chuyện với nhau luôn, bởi vì em thực sự là thất tài. Sau rồi dần dần nói chuyện lại với nhau thì cũng hỏi han tình hình thế nào, rồi dần dần thì cũng có cái sự liên kết lại với nhau về mặt tình cảm. Sau đó thì cũng quay lại nhau và quay lại với nhau tầm 2 tháng thì em lên kế hoạch em cầu hôn luôn. Rồi, ok. Ở đây mình gọi là kể những thật xấu của nhau. Thật xấu của Trọng thứ nhất là bừa. Thứ hai là cái lúc mà em tức ấy thì lại hay cứ kiểu kệ xong rồi im. Đúng rồi, đấy là thật rất đấy, xấu. Em cũng hơi thì em là sao? Thì em là sao? Đối với phụ nữ thì đấy là thật cực kỳ xấu luôn. Ok. Chấp nhận được. Thứ hai kể vợ những cái lúc vợ cáu thì là đúng rồi. Thế là kiểu cứ kệ em xong rồi sẽ nghĩ là ở sau khoảng một thời gian như kiểu nửa ngày em sẽ đỡ rồi bắt đầu lại xà và ôi vợ à xong thế này thì nào. Kiểu cư xử như không có. Đúng rồi. Cái vấn đề là cứ xử như kiểu không có gì xảy ra thì anh ấy sẽ cáu cô đấy. Đúng rồi. Và cái từ số thứ ba là hơi hiếu thắng một tí. Cái dạng này là kiềm chế hơn rồi, dạng này biết là mình thắng vợ cũng chẳng được cái gì rồi. Ok, bây giờ đến lượt của Trọng. Đúng rồi, do kiểu tính của em, em mới không thích cái này. Thế là đôi khi là bái là cái này cái kia rồi, em là rồi. Và có những cái mà ví dụ em bảo là cái này để ở đây, tìm ở đây đi mà cứ kêu là không có nhưng mà thực ra là chưa tìm. Em cũng thế luôn, em cũng thế. Em rất là không thích cái đấy, rất là tìm thì tìm cho qua loa nhưng mà đến lúc bảo không có là anh tìm cho em. Bạn ấy cũng thế chứ không phải của em đâu. Xin chào mọi người, mình là My, còn đây là Hoàng Thọ. Bọn mình đã cưới nhau được hiện tại mình đang mở một quán cocktail bar. Mình là bartender và vợ mình đang trợ giúp mình trong công việc là quản lý. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên mà mình sẽ hỏi, tại sao hai anh chị lại đẹp trai xinh gái thế? Ăn gì mà xinh thế? Chắc là do ghen nhưng mà biết ra đường lại vượt vào nhau nên là cũng hỗ trợ nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là hãy cho anh chị biết là cơ duyên gì đã khiến cho hai bạn gặp nhau. Cái 7 năm thì trước đó thì vợ em có nhìn thấy ảnh của em ở trong một sự kiện trường đại học FPT. Thì vợ em người dân học FPT thì em có tham dự cái sự kiện đó, là một cái giải đấu hip hop và mang tính chất là quyên góp. Thì em có đến nói em đấu giải nhưng mà trong ngày hôm đó thì vợ em lại không gặp em mà bạn vợ em lại nhìn thấy ảnh của em ở trên forum. Nhưng mà đồng thời thì trước đó là một người bạn chung của cả hai người đã từng nhắc đến có ý định giới thiệu bọn em cho nhau nhưng mà lúc đấy bọn em lại đang không single nên là lại không giới thiệu cho nhau nữa, lúc đấy bọn em chưa biết nhau là ai cả. Rồi nói chung là như kiểu là có cái duyên nhá, duyên cái số nó vồn nhau chứ không còn ai giới thiệu hết. Em thì em chủ động làm quen với cả bạn ý. Em lấy lý do là hôm đấy tớ nhìn thấy cậu đến trường tớ nhưng thật ra hôm đấy không gặp. Thế xong rồi bạn này nói chuyện với em được một ngày thì rồi em đi chơi luôn. Thì anh thấy bọn em gặp nhau luôn. Đúng rồi, mình là đàn ông mà mình phải chủ động như mình thích là mình phải nhích. Đúng không ạ? Kể cả mình đẹp trai đến đâu thì mình vẫn cứ phải là người chủ động. Đúng rồi, chính xác. Và cái quan này có phải gọi là một phát ăn ngay không? Một phát ăn ngay ạ? Được bọn đấy. Bọn em quen nhau được khoảng tầm 10 ngày thôi là bọn em nhận lời yêu nhau rồi. Wow. Đến tận bây giờ. Wow. Nụ hôn đầu tiên thì là ở nhà bạn này nhưng mà trước đó thì bọn em cũng đã hẹn nhau đi chơi khá là nhiều lần rồi. 10 ngày mà... bao nhiêu lần rồi? Chắc cũng phải được tầm 8-9 lần. Đúng rồi. Nó bị cuốn đấy ạ.
Quân. Thì trước khi mình tỏ tình thì bọn em lại hay rất là hay đi chơi ở kiểu gọi là những cái thời gian vắng vẻ nhất ở trong ngày, ví dụ như là tuần sau 12 giờ đêm. Ừ. Lúc đấy em sẽ hơi em hơi hư một tí. Không, đấy, không phải hư, lúc đấy bọn em vẫn đi chơi ngoan mà. Là, chỉ là đi chơi thôi. Đi chơi ngoan nhưng mà cái giờ giờ thì nó hơi hư thì mình lại kiểu hơi cảm cứ là người ta sẽ muốn mình rủ đi. Nên là mình rủ đi ở trong cái khung thời gian đấy thì người ta sẽ ok người ta sẽ đỡ hơi đề phòng một chút. Nhưng mà bạn này thì lại không hoàn toàn không đề phòng bạn. Ok đi đi đi. Em thích mà. Rồi thì có một vài lần là đi lên cầu Long Biên chỉ mua một chút đồ ăn vặt lên ngồi ngắm cảnh với nhau thôi. Thì kiểu mình cũng cảm thấy là kiểu nó cũng khá là lãng mạn. Và sau đó một vài lần thì bạn em có đưa bạn bạn ấy về nhà và em tỏ tình ở dưới nhà bạn ấy luôn. Khi mà quyết định là sẽ yêu một bé bao như thế thì em có bao giờ em phải lo lắng không? Thật ra trong cái khoảng thời gian 10 ngày mà bọn em quen nhau ấy thì em lại thấy Trọng không phải là bad boy như là cái hình ảnh ở bên ngoài. Nghĩa là Trọng rất ngoan và rất hiền luôn. Thế nên là hôm đấy 12 giờ đêm em mới quyết định đi cùng. Nó lại là như thế. Tức là trong cái thời gian đó đã tạo được cái sự tin tưởng sẵn rồi. Cho nên là nó, cái mọi chuyện nó sẽ tạo được cái sự tin tưởng đấy là hay là không, em không tình cảm em lại là bản thân thế. Vâng. Đây là một cái mà riêng CJ rất là thích nói đến. Vâng. Đó là câu chuyện làm chuyện ấy lần đầu. Thực ra thì đấy để câu chuyện này nó đã khẳng định luôn là em không phải là một bad boy. Bởi vì sau khi mà em tỏ tình xong thì em phải đợi đến tận 2 tuần cơ. 2 tuần. 3 tuần. 2-3 tuần. Đấy anh tìm thấy điểm chung chưa? Đó. Em bởi vì khi mà em cảm thấy là một mối quan hệ nó thực sự nghiêm túc thì mình cũng nên cho nó thời gian okay. để tạo nên cái sự tin tưởng với nhau. Thì lần đầu làm chuyện đấy thì là ngay trước khi bọn em có đi xa, bọn em đi một trang trại thì hôm đó thì là cũng là một chuyến đi phượt với bạn bè thôi. Thì bạn vợ em thì có về nhà em ngủ và sau đó thì đó thì chuyện đi đến thì nó đến thôi. Cảm xúc của hai em sau cái lần đầu tiên đấy nó có thay đổi gì không? Cảm xúc của em thì em bị ngượng thôi, tại vì hồi đấy em vẫn còn trẻ mà em vẫn chưa trải đời nhiều lắm. Hồi đấy em 20 tuổi. Thế xong rồi hôm sau em cứ bị ngại, nhà ngồi sau xe bạn thì em cũng kiểu không dám nói chuyện nhiều. Xong rồi lúc bạn ấy quay ra hỏi thì không dám nhìn thẳng vào mắt. Sau đấy là ngại thì bạn ấy có hỏi em là đấy có phải lần đầu tiên của em không, tại vì thấy em ngại quá. Nhưng mà không phải. Vâng. Thế tại sao em lại ngại thế? Chị tưởng là sau khi làm chuyện đó xong thì thường các cặp đôi sẽ cảm thấy rạng rỡ hơn, cảm thấy gần gũi, cởi mở với nhau hơn. Trước anh đến thế. Tức là chị cũng ngồi nói em 20 tuổi thôi. Thế em có bị ngại không? Em hai bạn có thể đánh giá chắn nhau, chắn đề nhau. Thực ra thì em thấy là về cái chuyện này thì mỗi một người sẽ có cảm nhận khác nhau. Thế cho nên là khi mà mình đã tiến tới một quan hệ lâu dài thì có thể là thở trong lúc đầu tiên mình chưa. Em á, đang giận dắt em á, đang giận dắt. Mình thấy anh bạn. Thì mình trong những cái lần đầu tiên thì có thể là mình chưa cảm thấy là quen với người này trong chuyện đấy lắm. Nhưng mà về lâu về dài thì mình cũng sẽ hướng họ theo cái hướng là để cả hai đều hòa hợp nhất và đều cảm thấy mỗi lần làm chuyện này nó đều là một cái chuyến phiêu lưu. Thì em cảm thấy như thế thì nó sẽ cái thang điểm có thể là bắt đầu thì nó sẽ chưa tốt lắm nhưng mà nó đi lên theo thời gian. Lần đầu tiên thì em chỉ chấm 6 điểm thôi. Nó tăng lên dần dần đến điểm trung bình bây giờ nó 9.5 rồi. 9.5 rồi. Thì thế là vẫn là xuất sắc đúng không ạ? Rồi. Thế còn Vi thì sao em? À không, ngay từ bên đầu chắc chỉ 4 thôi. Tại vì em đã ngại rồi, xong rồi bạn ấy cũng ngại theo ấy. Thế là em lại càng ngại hơn. Thế là 4 điểm thôi. 7 năm yêu nhau thì đã bao giờ hai bạn phải yêu xa hoặc là có khoảng cách với nhau chưa? Khá là nhiều lần. Nhiều lần rồi ạ? Vâng ạ. Tại vì lúc mới yêu thì em học trường đại học FPT ạ. Thì FPT ở trên Hòa Lạc. Thì cách Hà Nội cũng 30 cây như thế. Tính là yêu xa thì em ở trên trường mà. Một tuần gặp nhau cũng chỉ khoảng được 2 lần, 3 lần gì đấy thôi nhá. Thì yêu nhau được khoảng 1 năm rưỡi thì bạn ấy sang Úc. Thế bọn em có một khoảng thời gian yêu xa. Xong đó, sau đó là bạn ấy về. Và sau đấy là em cũng sang Úc với bạn ấy luôn. Wow. Thế là rút ngắn lại khoảng cách. Tức là bọn em yêu xa được 2 năm hay là 1 năm rưỡi nhỉ? 2 năm.
sau 6 tháng là bọn em chấm dứt mối quan hệ. Vâng. Và cái cuộc chia tay đấy diễn ra trong vòng bao lâu? Nửa năm. Vâng. Và trong suốt nửa năm đó thì hai bạn còn liên lạc với nhau không? Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm một hai câu thôi ạ, chứ cũng không phải là liên lạc nhiều lắm. Chia tay thì còn có buồn quá. Cũng buồn đấy ạ, tại vì bọn em hợp nhau quá mà, xong rồi tự nhiên lại bị hụt hẫng thì cũng buồn. Nhưng mà sau đấy bọn em chia tay xong vẫn bảo là thì ok, chia tay xong vẫn là bạn, thì thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, thì mình cảm giác là cái khoảng trống ấy nó không quá lớn nữa, tại vì bạn ấy vẫn ở đấy, vẫn thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm mình. Thế nhưng mà có những đã bao giờ mà hai em kiểu ở tan nhau như thế mà có những cái mối quan hệ ví dụ như là one night stand hoặc là friend with benefit không? Bởi vì chị thấy giới trẻ bây giờ nhìn nhận hai cái dạng mối quan hệ đấy nó khá là bình thường. Vâng. Thì tất nhất là với một người đi nước ngoài như em nữa. Đấy cũng có, nhưng mà thì đối với cả em thì trong những cái khoảng thời gian đấy em cũng không quá gọi là focus vào cái đấy, nó như kiểu em không phải là một người có thể dễ bị bao như thế. Thì có thể là mình sẽ tìm được những người khác, mình nói chuyện với những người khác để mình có thêm thời gian để mình hiểu những người xung quanh hơn. Và mình có nhiều mối quan hệ. Nhưng mà về cái one night stand và cái benefit thì mình cần đòi hỏi nhiều hơn thế. Và em thì em không muốn có những cái chuyện đấy xảy ra, là nó xảy ra khá là hạn chế. Nên là mình không phải là chủ động vẫn có, nhưng mà có đúng không? Kiểu nó không, nếu mà nó phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Còn từ phía My thì sao, khi em ở Việt Nam? Chị ở Việt Nam khẳng định là em sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Dạ vâng, thì em cũng có những cái như kiểu là one night stand chẳng hạn. Nhưng mà đấy, em cũng rất rõ ràng trong việc là ok, one night stand, sau đấy là sẽ không gặp nhau hay là không bị ràng buộc về mặt cảm xúc nữa. Với cả những cái người mà không phải là one night stand nhá, thì người ta ok thích em, xong rồi em cũng hơi crush lại một tí. Nhưng mà cứ sau khoảng thời gian nói chuyện 1-2 tháng thì đấy là em lại thấy chắc. Nghĩa là em sẽ bị so sánh với cả bạn này là một cái gì đấy nó không hợp. Thế nên là em lại em lại thôi. Wow. Chị tin chắc là nếu như không có cái việc yêu xa như thế diễn ra thì hai em vẫn sẽ luôn là một cặp đôi gắn bó đồng mối luôn. Nhờ. Nhưng mà thật ra cũng hay, bởi vì cái việc giãn cách ra như vậy thì nó sẽ tạo ra được một vài cái thử thách nhỏ nhỏ để test cái tình yêu của mình. Thế ok, bây giờ muốn hỏi một câu là sau khi hai người đã gọi là chia tay nhau rồi, 6 tháng chia tay nhau rồi, thì ai là người quay lại và điều gì khiến hai bạn quyết định là ok, mình sẽ thử quay lại với nhau? Một lần nữa thì em đẹp trai nhưng mà em cũng chủ động chưa? Bởi vì thực ra thì đúng là như vợ em nói, thì nếu như mình cảm thấy quá quen thuộc đối với cả một người nào đó, và trong khoảng thời gian mình chia tay cũng có những cái mối quan hệ khác, và mình luôn luôn mình so sánh, có sự so sánh về so sánh ngược lại với vợ mình, và mình cảm thấy mình chắc không phải là người này. Cái lúc mà bọn em gặp lại thì là ở trong một cái club. Tại vì là bạn ấy hẹn tất cả bạn bè, thì bọn em có nhiều bạn chung mà, thì em cũng trong hội bạn đấy, thì em cũng đi. Lúc em gặp lại kiểu chào hỏi nhau vẫn kiểu như là bình thường, như kiểu bro ấy. Nhưng mà sau lúc đấy đêm về thì bạn nhắn tin lại cho anh gặp riêng em một tí được không. Nghĩa là kiểu hẹn hơn lúc ở đấy một tí. Lúc đầu gặp em là cũng ok, chào nhau ôm ấp các thứ, xong rồi cũng kệ em à, cũng không hỏi han gì cả, cũng đi chơi bạn không kiểu khu các thứ. Nhưng mà về nhà thì em xuống nhà đi cho anh gặp, là lúc đấy em đã thấy buồn cười rồi, xong em cũng xuống gặp thôi. Nói chuyện xong xuôi một tí thì bạn ấy cứ bảo là lên nhà em ngủ. Đây đấy là rồi. Một bài toán không được thành công được lắm đúng không? em với cả mẹ vợ rất là thân nhau, mà bác cũng thoải mái trong vấn đề đó, nên là mình ok, coi như là mẹ nhà mình thôi. Nhưng mà lúc đó thì cũng quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, lên ngủ. Thế là sau hôm đấy còn lên ngủ á? Phải đâu, không phải, anh không phải là lên nhà em ngủ. Có không, thế giấc ngủ tối hôm đấy em ngủ ở đâu? Không phải em mới ngủ đâu kìa. Rồi hôm đấy không phải ngủ nhà. Là sau hôm đấy là bạn ấy xách vali quần áo sang nhà em ở luôn. Ủa. Đúng mà, và tối nào cũng ngủ nhà em luôn đó. Đúng mà. Từ phía em thì là như nào, câu chuyện như nào?
em đang hơi confused một chút, em đang không biết là có xảy ra cái chuyện này không mà em không nhớ không là. Không phải. Tối hôm đấy em có uống rượu không? Thì ba chắc có uống rượu đúng không? Có uống rượu nhưng mà không đến mức say thế. À không phải là say, nhưng mà chắc là nhớ quá nên là mới ngủ. Thế ngoài cái dấu mốc quan trọng đó thì hai em còn kỷ niệm nào rất đáng nhớ trong khi yêu không? Có là nghĩa là trước khi bọn em cưới thì bọn em cũng có một khoảng thời gian xa nhau. Thì cái lúc mà bọn em chính thức kiểu lúc đấy bọn em kiểu chắc là break thôi, thì sau cái khoảng thời gian break đấy thì bạn ấy lên kế hoạch cầu hôn em luôn. Khoảng thời gian rất đáng nhớ với em. Tại sao hai đứa quyết định break và tại sao lại kéo dài những nửa năm? Ông kể của ông ấy. Lúc đấy bọn em vừa về bên Việt Nam xong thì về Việt Nam bọn em lại quyết định làm hai ngành trái nhau. Bạn ấy thì làm bartender, còn em thì không hiểu sao em lại lựa chọn làm office, làm văn phòng ấy ạ. Nên là cái giờ rất là bị trái nhau. Bạn làm bartender thì bạn cứ làm từ khoảng 5 giờ chiều cho đến 2-3 giờ sáng, còn em thì lại làm từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nên là từ rất là bị lệch nhau ấy. Thế là lúc đấy sau khoảng tầm một thời gian thì em cảm thấy là không có tiếng nói chung nữa. Kiểu những cái hôm mà bạn ấy sang nhà em ngủ hoặc em sang nhà bạn ấy ngủ thì về gặp nhau cái xong rồi đi ngủ, xong rồi đi làm. Không nói chuyện được, mình không tâm sự được gì cả. Thì em mới bảo là hay là bây giờ tạm nghỉ một tí, tại vì em thấy dạo này tình cảm nó cứ bị nhạt nhòa ấy, và không có tiếng nói chung. Sau khoảng 1-2 tuần đấy thì bạn cũng ok, thì bây giờ tạm nghỉ. Thế là em mất 1 đến 2 tuần để chấp nhận cái lời đề nghị. Em thực ra là em không chấp nhận luôn ấy, bởi vì nhưng mà bị bắt phải chấp nhận. Đúng rồi, em bị bắt phải chấp nhận mà, thế cho nên là đúng rồi. Thái độ này rất là cay cú ấy nhỉ. Em hơi cay cú bởi vì này. Em rất là cay cú bởi vì tức là những cái lý do đấy nó không phải là một cái lý do quá là to lớn. Một lý do to hơn là bảy lười thì ạ. Tại vì là đi làm đêm ok, 2-3 giờ sáng thì ngủ muộn, thì 12 giờ dậy thôi, đưa em đi ăn trưa chẳng hạn thì mình vẫn có thời gian mình dành cho nhau. Nhưng mà không, bạn cứ ngủ qua trưa, ngủ đến chiều luôn. Xong đến lúc giờ về của em thì bạn ấy ngủ dậy và bạn ấy đi làm hôm. Đúng một hôm. Không, ý là một hôm anh như thế. Không. Nhiều, lúc nào cũng thế. Không phải, một hôm bị lỡ mất buổi ăn trưa thôi. Còn lại là ăn trưa được mà. Nhưng mà nói chung là đi làm mệt mỏi rồi yêu nhau có một thời gian dài. Nhất là khi hai em sang Úc ở với nhau, đúng không? Sang Úc sống với nhau gần gũi như thế, có một cái gọi là cái sự giống chung giống như vợ chồng ấy, thì cũng rất dễ bị nhàm chán khi mà trở. Mà hoặc là ví dụ như là đang sống với nhau, đang kiểu gắn bó với nhau 24/7 mà tự nhiên mày phải tách biệt nhau ra ngày và đêm như thế thì tự nhiên bạn gái sẽ bị hụt hẫng. Thì chị nghĩ là cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng mà bởi vì là đối với Trọng thì cái đấy là không phải là một lý do chính đáng. Nhưng mà từ phía phụ nữ bọn em thì em rất là hiểu tại sao My lại quyết định như thế. Thế cho nên là bớt cay cú đi. Mình cay cú đến cái mức độ nào mà lại quyết định đeo nhẫn vào tay người ta. Ok, hãy giải thích ngay. Đúng rồi, cay thì cay thôi nhưng mà yêu thì vẫn yêu nhỉ. Sau một khoảng thời gian rất là dài thì cũng em cũng cố nuốt cái nỗi cay cay em không ăn được cay. em cố nuốt xuống thì cũng cố gắng tập trung vào công việc nhiều để có những cái mình dự định trong tương lai. Sau đó thì em tập trung vào cái công việc đó, xong rồi cũng dần dần nói chuyện lại với cả bạn này. Sau đợt đầu thì là không nói chuyện với nhau luôn, bởi vì em thực sự là thất tài. Sau rồi dần dần nói chuyện lại với nhau thì cũng hỏi han tình hình thế nào, rồi dần dần thì cũng có cái sự liên kết lại với nhau về mặt tình cảm. Sau đó thì cũng quay lại với nhau và quay lại với nhau tầm 2 tháng thì em lên kế hoạch em cầu hôn luôn. Rồi ok. Ở đây mình gọi là kể những thật xấu của nhau. Thật xấu của Trọng thứ nhất là bừa. Thứ hai là cái lúc mà em tức ấy thì lại hay cứ kiểu kệ xong rồi im. Đúng rồi, đấy là thật rất đấy, xấu. Em cũng hơi thì em là sao? Thì em là sao? Đối với phụ nữ thì đấy là thật cực kỳ xấu luôn. Ok. Chấp nhận được. Tức là kể mở những cái lúc vợ cáu thì là đúng rồi. Thế là kiểu đúng tức rồi. Cái em xong rồi sẽ nghĩ là ở sau khoảng một thời gian như kiểu nửa ngày em sẽ đỡ rồi bắt đầu lại xà và ôi vợ à xong thế này thì xong rồi kiểu cư xử như không có chuyện. Đúng rồi đấy, cái vấn đề là cứ xử như kiểu không có gì xảy ra đấy. Thì anh sẽ cầu cầu cô đấy. Và cái thứ số thứ ba là hơi hiếu thắng một tí. Cái dạng này là
kiềm chế hơn rồi. Dạo này biết là mình thắng vợ cũng chẳng được cái gì rồi. Ok, và bây giờ đến lượt của Trọng. Đúng rồi, do kiểu tính đấu của em mới không thích cái này. Thế là đôi khi là bảo em làm cái này cái kia rồi, em làm rồi. Ừ. Và có những cái mà ví dụ em bảo là cái này để ở đây, tìm ở đây đi, mà cứ kêu là không có, không có, nhưng mà thực ra là chưa tìm. Em cũng thế luôn. Anh cũng thế. Em rất là không thích cái đấy, rất là tìm thì tìm cho qua loa, qua loa, nhưng mà đến lúc bảo là không có là anh tìm cho em. Em cũng thế, chứ không phải của em đâu. Anh cũng thế. Bỏ sao hợp nhau thế. Còn một cái nữa là tật xấu của em là bọn em không quyết định được. Tức là khi mà vừa hỏi ăn gì, sao lại hỏi ăn gì nhỉ? Em đơn mà đang lúc bảo ăn gì. Xong rồi bảo, vợ bảo đi ăn phở cuốn đi. Bình thường em con bảo, gái sẽ là người khó chọn hơn ý. Nhưng đúng mà đây bạn này là người khó chọn, lúc nào em cũng em đưa rất nhiều offer luôn. Ai cũng là người khó chọn mà. Thôi như bình thường thì là đàn ông sẽ để cho phụ nữ mình chọn. Thế nhưng mà còn chị em thì lại còn cái sự lựa chọn của anh ấy thì hoàn toàn không có, nó không nằm trong menu của chị em mình. Hai em hãy chia sẻ là làm thế nào để giữ được một mối quan hệ mà nó bền vững qua thời gian và qua những cái sóng gió đó. Em thì em nghĩ là nó là cái sự giao tiếp với nhau, và cái sự lắng nghe, thấu hiểu của nhau thôi. Bởi vì tất nhiên là ai cũng sẽ có những cái vấn đề riêng của mình trong một mối quan hệ, chưa nói là đến hôn nhân, thì mình cần phải cân bằng lại được cái gọi là cái sự mâu thuẫn, và mình tìm cách mình giải quyết những cái mâu thuẫn với nhau trước, sau đó thì mình tìm cách mình thấu hiểu đối phương như thế nào. Thì đấy là cái cách mà mình dễ nhất để mình có thể gọi là giữ được một cái mối quan hệ nó bền vững được. À, và câu hỏi đầu tiên là tôi là người hay ghen. Không được nghĩ nha, phải đưa lên luôn. Ok. Vậy là mi hay nghe, cái này thì là bình thường rồi, phụ nữ thì lúc nào cũng là ok, nhưng mà cũng không phải là lý do nhé, con gái không phải là lý do thôi nhé. Đúng mà, em, con gái hay ghen. Mình tính đi. Em bảo là em không bao giờ ghen đúng không? Không phải là không bao giờ ghen hay là Không phải là người hay ghen. Vậy vì sao, lý do vì sao em lại phải ghen? Thì tại vì trước đến giờ bạn ấy là vũ công, xong rồi bạn ấy làm bartender, nên nó là cái ngành nghề rất kiểu khá chạy, kiểu cuốn hút người khác dưới ạ. Thì chả lại có những cái em gái linh tinh lung tung đến làm quen các thứ, thì lúc nào em cũng phải dần mặt luôn. Chẳng mong lớn nhá. Là em dần mặt chồng hay là em dần mặt chúng nó? Cả hai ạ. Có cần thiết không hả Vi? Cho cẩn thận. Thế Trọng có bao giờ làm một cái gì đó mà nó hơi quá, vượt quá giới hạn, khiến cho em bất an, khiến cho cái cơn ghen của em nó thịnh nộ lên không? Bạn chồng em thì lại là bạn ấy kiểu hiền quá ấy, nên là bạn ấy lại không thể từ chối thẳng thừng được. Thế nên là những cái người bên ngoài người ta lại tưởng bạn ấy bật đèn xanh, nên người ta lại càng tấn công dữ dữ. Nhưng mà người đấy không để thói xấu ra. Để quên đấy. Nhưng cái đấy nó cũng là tốt mà, tức là mình kiểu bị tốt quá rồi ấy chị. Nghe nhá, và dơ ngay lập tức nhá, không suy nghĩ chậm nhá. Tôi là người có nhiều friend with benefit và one night stand hơn. Ba là đến. Này, hai đứa chưa bao giờ tự ngồi kiểu đến với nhau à? Tại vì em thì biết mà, em biết hết. Vâng. Nghĩa là em có một cái gì, có cái gì mà Vi chưa biết mà Trọng không kể, mà hôm nay Trọng lại rơi chữ ô. Ok. Không, em biết là bạn cũng nhiều mà, nhưng mà em mới nhiều mà. Nhưng mà bây giờ phải tìm một người nhiều hơn chứ. Ai cũng nhận mình nhiều hơn. Ai cũng nhận mình nhiều hơn. Tìm mặc bad boy này. Thế mà mặc không bad boy. Dạ vâng thật. Nào, bây giờ ai là nhiều hơn? Em nhiều hơn.
em nhiều hơn. Nhiều thằng. Thế câu chuyện đáng nhớ nhất về vấn đề này của hai bạn là gì, có dám chia sẻ không? Em lại không có fan với Benefit mà em lại nhớ anh Stan hơn. Tại vì em không thích kiểu cắt hợp pháp. Vâng, luôn, đúng rồi, xong là xong luôn. Mình chỉ... Thế còn em thì sao, trông như kiểu có gì thì muốn kể đâu. em thì có cả hai, mà cái câu chuyện này thì cả hai đứa đều biết. Thì có một bạn fan với Benefit, nên em thì lại là bạn chung với vợ em. Wow. Thực ra là bạn chung thôi chứ không phải là chơi thân nhau. Biết nhau ở quen chơi có biết nhau và cũng không, thực ra thì đấy thì sau cái việc đấy và kiểu vợ em biết thì cũng rất là khó xử với nhau và em cũng vì câu chuyện đó mà em mất đi cái mối quan hệ đấy. Biết không? Không ạ. Liền. Thôi đấy là mình đang kể chuyện mà đúng không? Come on. Tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Cho em 10 cái nữa được không ạ? Ê, em đi nhìn ra nhà mặt, quên mất. Nhà mặt à? Thực ra là những người yêu trước của em nhá, thì những người yêu cũ của em cũng đều là người yêu cũ hết khác. Nhưng mà em không bao giờ em ghét người yêu cũ của người yêu cả. Nhưng mà riêng cái trường hợp này thì nó lại hơi líu lo một tí, là tại vì bọn em yêu nhau rồi. Lúc bọn em yêu nhau là bọn em single rồi. Bọn em yêu nhau rồi, lúc bọn em yêu nhau là single rồi. Thì bạn đấy vẫn cứ kiểu hàng ngày làm phiền, xong còn đến tận nhà của Trọng tặng quà. Đến mức mà mẹ chồng em còn không ưa mà. Thế nên là em cũng rất là khó chịu. Xong rồi cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han các thứ. Xong rồi có một hôm lại còn nhắn tin cho Trọng giữa đêm nên anh Trọng làm có bao giờ anh nhớ đến em không. Xong rồi em mới cầm điện thoại em nhắn lại là anh đang nằm cạnh người yêu anh đấy, em nghĩ anh có nhớ em không. Thế là sau đấy bạn ấy cũng rất là mean luôn ấy, tức là vâng thì người yêu của mình mà. Bây giờ là người yêu chị thấy như thế không minh, chị thấy như thế rất là thực tế. Vì thực tế nó là như thế. Tại vì là bạn này hiền quá đấy, như em đã nói rồi thì bạn ấy lại kiểu hơi kiểu bị gọi là pity, kiểu thương. Tại vì bạn kia cũng bị lụy tình quá nên là cũng hơi khổ thân. Thì bạn này cũng lại không từ chối thẳng thắn luôn mà lại cứ từ chối thẳng thắn nhưng mà lại không như kiểu là block hay là gì cho nó dứt khoát luôn ý. Thật ra với những người lụy tình thì kể cả có block thì cũng chẳng phải có vấn đề gì, vì đợt đó nó khiến người ta anh đừng có liếc mắt sang em như thế nữa. Không, nhưng mà thực ra đến cái mức mà em đã block hết tất cả những cái nguồn có thể block được và đến gửi email cho em. Vậy thì từ phía em thì sao, ta xem là không ưa người yêu cũ anh ra thì câu chuyện này thì em là nghe kể lại từ vợ em. Bởi vì chứ không phải là em biết bạn ấy trực tiếp. Em không biết bạn ấy trực tiếp. Em có biết là ngày xưa bạn ấy học cùng trường em. Nhưng mà em chưa được học gặp mặt bạn ấy thôi. Bạn đấy ngày xưa chị yêu vợ em thì là bạn ấy có một vài lần xích mích và bạn ấy vô phù. Bạn ấy đánh vợ em chân ra bàn tay, cho nên là em nghe câu chuyện đó thì em cũng rất là tức. Thế thì ghét là đúng rồi. Thực ra thì mình chưa gặp bao giờ và em thì tính của em là không, nếu mà chưa gặp chưa biết một người thì em không thể đánh giá được, nhưng mà nghe xong câu chuyện đó em cảm thấy tức, thế cho nên là auto là không dám đánh vợ luôn. Nhìn chị này, tôi đã từng mất hứng với chuyện chăn gối. Cặp đôi này rất thật thà luôn. Như kiểu là bọn em đã đồng ý là hôm đấy ok mình sẽ hoạt động một chút, nhưng mà em lại buồn ngủ ấy chẳng hạn. Em lại cứ díu hết cả mắt lại, xong em như khúc gỗ. Thế là thành ra mất hứng. Xong rồi đúng rồi, em cũng thế. Tức là sẽ có những cái lúc mà cậu mình đã plan và thì bọn mình rủ nhau đã ok hôm nay đã plan như thế rồi, và hôm nay cũng đã gọi là cảm thấy in the moment, let's go bro. Thì lúc đấy bây giờ một bác thì được thì đủ rồi. Em buồn ngủ quá, thế là kiểu vừa rứt mồm câu này xong em chị vào lấy nước xong rồi các thứ là bây giờ là ngủ luôn. Thì anh em mình cậu bị đúng không? Không bắt đèn đâu. Không sao, bạn sẽ hơi rỗi một tí xong rồi, nhưng mà bạn này cũng hết nhanh hết rỗi. Nhiều người bảo là cưới xong thì kiểu nó sẽ không còn như giai đoạn đầu của tình yêu nữa ấy. Nhưng mà em thấy vẫn may mắn trộm vía là bọn mình vẫn thế, vẫn yêu nhau hơn, thương nhau hơn, chưa kể là biết điều nhịn nhau hơn. Thì tôi mong là bạn cứ phát huy như thế, không thiếu thắng với vợ nữa. Tại vì thắng vợ không được gì cả. Bạn yêu tôi nhiều hơn, chia tôi hơn, mua nhiều quà hơn. Ok.
rồi em làm phát nhá.